Các bạn thân mến, thì hôm nay là mùng 5 tháng 3. Hôm nay lại có một ít trúc mạnh. Như trúc mạnh con tum dạo này nó rất hiếm. Lấy một ít, nhưng hôm nay tôi lấy một ít kiếm này. Thì hôm nay tôi có một số cái sưu tầm này. Thì giả hạt thì từ 200, 250, 300 thì tôi cũng mua cái thời điểm này thì nó cũng còn rẻ hơn. Chứ nên lá ấy. Có cái rễ đây là rất to, là phải 1 triệu 7. Rễ rất to dài. Còn trúc mạnh thì nhiều bạn hỏi thì hôm nay tôi lấy mấy cái này vì nó cũng đắt, vì người ta thuộc bên hàng hàng sưu tầm, người ta mua à, người ta ấy nó cũng ít, thi thoảng mới gặp thôi đấy. Thì có mấy cái đấy. Hôm nay có cái kiếm là cái gì này, tổ yến này, tổ yến tôi vẫn đưa lên bởi vì là mấy hai cái kiếm này có mấy bạn hỏi kiếm ấy, tôi cũng không biết kiếm gì, tôi cứ lấy thì hai mảnh đây. Và còn đây cái địa lan gọi là lá mát, lá mát thì tôi trồng ngoài vườn rau, thì tôi làm hai cái này để trồng thêm. Thì cái này thì 5.000 một bó này, hai bó là 100.000 đấy. Thì nó tóm lại thế, thì vào chi tiết cụ thể thì các bạn thấy thì mùa này giả hạt người ta đi lấy nó cũng ít, mang ống nhòm nhìn không thấy vì nó không chưa có lá. Thì cái hình một này thì tôi cũng lấy, tôi đưa là các bạn là sưu tầm thì ấy thôi, còn bạn nào biết trồng, chứ còn bạn không biết trồng thì nên mua cái hàng thuần. Cái hàng rừng này thì nó rất là, đây là đấy rừng, đây là cái này nó được khoảng 1 gang. Cứ hôm nay giả hạt này của vùng Chimurai, còn Jani thì tôi thì mấy hôm nay bạn không đi lên được. Thì mình cứ thích mình lấy, mình chia sẻ mọi người thì chốt xong là mình lại đi sưu tầm, không chốt thì mình lại trồng, nhưng mà cơ bản các bạn cứ chốt hết đấy. Mùa này bắt đầu là nó bắt đầu mùa trồng nên bắt đầu nó cũng khả năng nó cũng hơi đắt tí, mua khó. Cái này 1 gang thì thôi tôi cũng cứ chia sẻ giao lưu là 200 này, hình một 200 này, hình hai nữa 200 này. Nó có hai cái thân này nó, nhưng mà nó cái thân tơ nó rất dài, cái này đóng thì nổ khổ, cái này nó có được khoảng hơn 2 gang 4 năm. Còn thân đây thì các bạn nhìn, tôi mô tả thân nói đẹp hay xấu thì nhiều bạn cứ nói đẹp hay xấu, tôi không biết. Đây cái này thân này vỏ lụa đen xì này, còn mầm gốc thì cái mùa này thì nó vẫn khô này, thì mầm gốc chắc nó vẫn trong này, như nó chưa nứt đấy, các bạn thấy nó tít trong này. Còn cái nào nó nứt mà nó nhú ra có khi lại bạn phải đắt hơn, hoặc là cái này tới thì nó không ra hoa này. Thế hình 2 là 200.000. Sang hình số 3 thì cũng 200.000. Đấy các bạn nhìn cái gốc rễ của nó này. Đấy, bám một cây người ta bóc ấy, cái này thân cũng nhiều. Hình 3 này cũng 200.000, nó được hơn 1 gram tí, thân thì đen chủi chủi nhưng mà cái chỗ nó bong vỏ lụa nó vàng vàng, chả biết hoa đẹp không thì tôi cũng mới, tôi không theo dõi. Còn cái gốc nó vẫn khô này thì mầm gốc rất ok, chưa việc gì. Đấy. Thì bạn nào ưng thì sưu tầm, còn bây giờ trên nhiều trang mạng người ta cũng bán nhiều, kể cả trên Facebook. Thì tôi cứ sưu tầm thì tôi cũng cứ chia sẻ thôi. Đấy là hình 3 là 2.000. Ồ, hình 4 đâu? Đi ngang. Ở đây. Hình 4 đây là 200.000, hình là nó hơi dài này. Gần 2 gang. Thì đây nó có mấy thân này. Màu thân thì các bạn, nhiều bạn hỏi bảo anh có cái nào xanh sạch, tôi không chịu, tôi quen đây các bạn nhìn đấy. Cái này hôm qua hôm kia tôi đưa lên rồi thì cũng không bạn nào mua này. Mà còn đây, còn mầm gốc vẫn đây, hình 4 là 200.000. Sang hình 5 này thì cũng 200.000. Nhưng mà cây này nó nhỏ, các bạn so ngón tay bé tí. Nhưng mà cái thân của nó các bạn nhìn, các bạn hình dung thôi. Đấy. Ê, mùa này rụng lá thì các bạn đừng có hỏi xanh sạch, bởi vì cũng chả biết cái nào xanh nó sạch. Đấy, cái này gốc của nó vẫn ok, vẫn đầy vào lụa. À đây, cái này nó nứt nứt mầm này, các bạn thấy chưa? Mùa này là mùa trồng tuyệt vời đấy. Thì hình 5 này là 250.000, nó phải hơn 2 gang, các bạn thấy chưa? Đấy. Hình 5 này. Hình 6 thì cũng 250.000. Các bạn thấy rẻ này thì
Cái này nó mọc dạng dây rừng đấy, người ta buộc cái dây nạt đây, tôi vứt ở đây đấy, mỏng gốc mỏng gốc đây, cái này chưa nứt đấy, đấy chưa nứt. Thân tơ của nó thì chỉ được hơn một gang tí, khoảng gần 30 cm. Thì hình 6 này là 250.000, sang hình 7 thì cũng 250.000, nhưng cái nào nó ngắn thì nó chưa được một gang nhưng vẫn phải 250.000 tôi mới chia sẻ. Thì các bạn cứ nhìn này. Thì tôi cũng thích những cây kiểu này, các bạn thấy không, thân tơ của đây, thân tơ nó cũng thắt gọn đâu đấy, chưa được một gang, như hình 7 này cũng vẫn phải 250.000 tôi, còn không tôi trồng nó cũng được mấy thân này, 3 4 4 thân già. Hình 8 này là 350.000, cái này nó dài hơn, thân nó bé đấy, cái này dài hơn được 2 gang, thân nó bé nó được đây, nhưng mà nó rất nhiều cái thân khô cong queo đấy, còn mầm gốc chuẩn bị nứt đây, các bạn thấy chưa, cái này nó được hơn đấy. Thì các bạn nhìn thân nó như thế, thì nhiều bạn cứ bảo chụp ảnh như biết, thì tôi quay đây cho các bạn nhìn rõ, chụp ảnh nhiều không rõ đấy. Hình 8 là 350.000, hình 9 thì cũng 350.000, cái này nó được khoảng gần 2 gang đấy, các bạn thấy gốc khô cong khô queo, mầm gốc không biết nữa, nó vẫn nằm im như này, nó chưa nứt. Cái này cũng nhiều thân, 2 4 5 cái thân, thân già, loại thân thân nhỏ, thân mảnh đấy. Thì tôi cứ quay nên các bạn nhìn kỹ, không phải cứ mô tả tôi cũng chịu, chụp hình thì tôi quay cũng cố gắng để cho nét, cho điện thoại nó cũng không ra lắm, nhưng mà thế không, nhìn các bạn cứ nhìn kỹ đấy, thấy chưa, hình 9 350.000, hình 10 thì cũng 350.000, cái này nó còn nhỏ hơn, nhưng cái thân này của nó to hơn những cái này đây, mất ngủ nó bắt đầu nó sưng này. Cái này cũng được hơn một gang, chắc khoảng 30 cm, đầu nó thấp đấy, thấp nhưng không chuẩn lắm đấy. Thì màu này các bạn cứ bạn nào ưng sưu tầm, thì nhiều chỗ bán, các bạn cứ phải nhìn kỹ, thì rất nhiều nơi người ta bán đấy, nên là mình ưng thì mình ấy. Đấy thì hình 11 này thì tôi cũng thích này, nhưng mà hình 11 này phải 500.000. Cái này nó dài hơn một gang, nhưng các bạn mô tả hơn 2 gang, nó khoảng hơn 40 cm. Còn thân thì nó cũng nhiều thân này, các bạn thấy có những bạn là thích nhiều thân này, 2 4 5 thân, thân già này. Còn thân tơ trên này nó lại còn nứt thế này. Xanh nét con bọ chét này, đấy nó bong cái vỏ lụa. Đấy thì cái hình 11 là 500.000. Cái mô tả thì nó tôi cũng không biết, thì nhiều bạn cứ hỏi bởi cái là cây nào đẹp, thì tôi không quan trọng cây đẹp cây xấu, mà cây nào mình thích thì mình trồng mình chơi là nó đẹp. Đấy thắng ngọn. Đấy hình 11 là 500.000. Sang hình 12 thì nó ngắn hơn, nó hơn một gang nhưng cũng phải 500.000. Cây này thì cái thân nó tùm. Bởi vì những cây này tôi cũng khoái trồng nên cứ phải 500.000 tôi bán, không tôi trồng. Ừ, cái này rất nhỏ này, các bạn nhìn thân nó rất nhỏ, nó so ngón tay tôi bằng tí, chưa bằng cái đũa. Đấy hình 12 này là 500.000. Ừ, sang hình 13 thì hôm nay là lâu lâu mới có một dề rất to, các bạn đây nhìn dài ngoẵng, nó dài khoảng hơn 1 m 2 m 3. Còn gốc đây thì cái này tôi định treo ấy, nhưng mà bạn nào ưng thì cái hình 13 là 1.700.000. Các bạn nhìn đây, mầm gốc đây, hình như nó có cái phi à đây, cái này hình như 2 đầu ngọn, 2 thân tơ này, một thân đây là 2 thân này, bên này nó ra mầm gốc, mầm gốc đen xì, cái này không biết là thân vàng mà mầm gốc đen, không biết là bẹt hồng gì không, nhưng cái rễ của nó rất đã. Còn cái này bên mầm gốc đây đấy, hai thân tơ chờ sổ hoa. 2 thân tơ này chắc là nó có hai cây khác nhau, hay là một cây đấy thì tôi cũng không biết, vì trong rừng này nguyên si đấy, các bạn thấy lâu lâu mới được cái to để về treo cho nó đã. Cái này cái thân thân đây của nó rất dài các bạn này, tôi đo 5 6 gang, 6 gang đóng ấy nổ hũ. Còn cái này đấy, đây một thân tơ này, vẫn vỏ nọ này.
Cái này hai thân tơ này, và thân già mấy cái khôn tính là 2, 4, 6, 7, 7 cái thân già. Đấy các bạn, cây này thì cây số 13 1 triệu 7 thôi các bạn. Các bạn thấy không? Nếu treo từ đây nó xuống gần dưới đất này mà nó cành nó xòe. Thì tất nhiên nhiều chỗ bán và mỗi người một sở thích, thì bạn nào ưng thì sưu tầm. Và hôm nay là sang đến một số bạn hỏi trúc mạnh, mà trúc mạnh con tum này nó nhiều khi nó cũng ít. Thì hôm nay tôi chỉ lấy mấy phần này thôi. Thì mỗi phần nó là một cây, nhưng mà cây rất to các bạn này. Đấy các bạn, cây to đại tướng này, chả biết này. Cái trúc mạnh này mùa này bắt đầu mùa khô, nhưng mà tất cả các cái cục cái củ này là khi mà mình bỏ lên cái chậu là nó vẫn mọc một như các cái. Đấy, như cây là rất dài. Nhưng nếu bạn nào mua thì phải quấn nó lại này. Cái này nếu mà thân ấy nó dài 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang, phải 5 gang. Còn cái đầu đây nó phải 1,5 m. Nhưng mà phải quấn lại. Đấy, rất to. Thì cái hình một này nó chỉ là một khóm thôi. Là 150.000. Thì mùa này cái là dành cho các bạn sưu tầm, vì nhiều bạn hỏi sưu tầm nó không có. Nhưng hôm nay thì nó có mấy cái này thì tụng cứ lấy về chia sẻ, và nếu không thì mình lại trồng. Chồng của tôi thì tôi làm chậu, có thể tôi cứ quấn này, tôi đặt lên cái chậu xong rồi cho ẩm ẩm thì tự nhiên những cái này mọc lên như mạ. Đấy là trúc mạnh hình hình 14. Hình 14 là trúc mạnh này. Hình 14, 15, 16 là 17 là trúc mạnh. Sang hình 15 thì vẫn trúc mạnh, một cái khóm này nó cũng rất là to. Đấy. Thì cái này chỉ dành cho những bạn mà thích sưu tầm. Còn hoa trúc mạnh thì tôi đã có lần tôi làm, tôi quay cây của tôi lên rồi. Cái này cái củ nó cũng rất là to này. Đấy, mà cây nó cũng rất tốt. Thì cái hình thì 15 này trúc mạnh là 150.000. Thì sang 16 trúc mạnh này thì 100.000. Cái này nó nhỏ hơn. Đây các bạn thấy lá nó mọc ở đây, nhưng mà những cái này để không ẩm là nó sẽ mọc mầm ở đây. Tôi cũng chưa trồng thì tôi cũng cứ nói thế thôi, còn các bạn là trồng thì phải tìm hiểu cả trên mạng. Đấy, cái này thì nó ít ít hạt, ít cái thân này hơn, thì nó cũng làm một khóm. Thì mấy cái cô đồng bào người ta cứ buộc từng cái này, buộc dây này, tôi cũng kệ nguyên. Thì cái này là 100.000, hình 16 trúc mạnh là 100.000. Sang hình 17 này thì cũng trúc mạnh thì cũng 100.000, vì cái cây này nó cũng nhỏ hơn hai cây lúc trước. Đấy các bạn thấy này, nó chả kiểu gì, nhưng hoa trúc mạnh này cũng rất là đẹp. Cái này thì nó vẫn còn lá, nó vẫn tươi đấy. Nhưng mùa này bắt đầu tất cả các loại nó xuống lá. Cái này nó hơi bị gãy đây, thì các bạn biết nếu mà các bạn nào mua này thì tôi cũng quấn lại này cho nó đỡ cái hộp, nó đỡ thêm cước. Đấy, hình 17 này là 100.000. Sang hình 18 thì tôi vẫn có một cái tổ yến này. Cái này cũng chỉ dành cho các bạn một sưu tầm thôi. Cái này nó trong cái này người ta bóc là rất đẹp này. Các bạn thấy không? Cái này nó trèo được một gang này, cái này nó gần một gang. Cái lan tổ yến. Còn đây các cẳng hoa nó thì hoa nhỏ nhỏ nhưng mà nó rất dài này các bạn này. Thì nó đẹp, tức là để cho các bạn sưu tầm. Còn các bạn nào nhìn thì người ta gọi tổ yến lên như như tơ yến ấy. Đấy, nó rất là tốt. Thì cái này bạn nào ấy thì 100.000, và cái này nó cũng hơi nặng nặng, nó khoảng mấy nặng, thì bạn nào ưng thì ta cũng nên là gửi chậm. Đấy các bạn thấy như tổ yến. Đấy, cái tổ yến là 100.000. Còn nhiều bạn đừng hỏi kiếm, thì hôm nay là tôi lấy hai cái rễ kiếm. Hai rễ kiếm nó nhỏ, tôi cắt sạch rồi. Cái kiếm này thì thực tế kiếm thì tôi cũng không biết, thì mấy bạn cứ hỏi kiếm thì cái gọi là kiếm con tum thôi. Các bạn đây nó đang lên mầm này. Thì cái này là 100.000. Đấy các bạn. Còn kiếm gì thì tôi cũng chịu không biết, nhưng mà cái thân cái lá nó dài, cái dài nhất nó có được hơn 2 gang. Kiếm gì thì tôi cũng chịu, tôi không biết. Đấy thân gốc này. Như cái này chả biết thì hoa đỏ hay hoa vàng, tôi cũng bán mà hoa đỏ hoa vàng tôi cũng chả nhớ. Đấy, đây là kiếm này là 100.000. Phải kiếm con tum lá nó như thế này. Đây cái chỗ to to thì nó cũng cứng cứng như thanh kiếm đấy. Thì cái hình 19 này là kiếm này là 100.000. Sang hình 20 thì cũng là kiếm.
Cái này là thân hoa, tức là cái thân hoa nó hình như nó chảy ngược hay là nào tôi cũng không biết. Kiếm gì đây, thân nó này đây, thân gốc gốc. Cái này nó có mầm tơ như này. Đấy, thân nó thế thì các bạn nào ưng thì như cái hình 20 này là 150.000. Tôi mua về tôi định dắt trên cái gốc cây ấy mà cũng tiện. Cái này thì cũng dài, một gang là 2 gang. Cái này cái lá dài nhất là nó phải, nếu tính từ gốc thì phải gần 3 gang. Đấy thì nó từng tép đây thì cái này thì 150.000, tức hình 20. Sang hình 21 thì tôi cũng dạo này trồng rau nên là tôi cũng sưu tầm cái địa lan. Thế đây 2 bó địa lan này hình 21 là 100.000. Bạn nào ưng đấy, còn tôi thực tế cũng chưa biết cái loại này thì hôm trước tôi mua mấy cái trồng vườn rau đấy, hôm nay tôi lại lấy thêm 2 bó này. 2 bó này là 100.000. Mấy cô đồng bào nó bảo kiếm lá mát hay lá kiếm, à, địa lan lá mát, các bạn thấy to 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 lá như cái mát đấy thì người ta gọi địa lan lá mát. Thì đấy mấy cô dân tộc người ta nói tên tôi cũng chưa biết, vì tôi bây giờ tôi thấy này tôi trồng vườn rau, ý là lá to tôi trồng để tôi trồng rau vòng quanh cho nó như cây nó che nó bóng mát. Đấy thì 2 cái bó này là 100.000, mà cái này chắc cũng gửi chậm thôi vì cái này nó gốc nó nặng này, không biết cái củ này nó có bổ béo, có cái ngâm rượu này. Tôi hôm nào tôi thử phơi khô tôi ngâm rượu cho nó cũng dần như cái sâm. Đấy thì 2 bó này thì là 100.000, gọi địa lan. Tôi định trồng thêm vào cái vườn rau của tôi nó gần được ăn rồi, gọi địa lan. Địa lan lá mát, người ta gọi địa lan lá mát bởi lá nó to, đây so bàn tay, các bạn so bàn tay. Đấy thì bạn cái này nó thuộc về dòng sưu tầm thôi. Và tôi cũng thi thoảng tôi sẽ mua địa lan về tôi trồng. Bạn nào mà quan tâm địa lan có thể đăng ký kênh theo dõi. Thế hôm nay chỉ một số hình thôi, thì bạn nào nhất trí chốt ấy, thì các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và nhắn tin vào số điện thoại 0965 895 207. Video này tôi làm đây kết thúc và xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.